Một nam nhạc sĩ Vbiz thẳng thắn lên án hành động leo ban công của nam em, khẳng định sẽ làm việc này nếu cô tái diễn. Thời gian qua, nam em gây tranh cãi, bàn tán dư luận khi tổ chức nhiều buổi livestream hé lộ nhiều mặt trái của showbiz nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Việc này gây ảnh hưởng đến danh tiếng uy tín của một số cá nhân. Dù đã bị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt hành chính, tuy nhiên chưa chịu dừng lại ở đó. Vào tối 16 tháng 3, nam em bất ngờ mở buổi phát livestream nhưng không nói chuyện với khán giả mà tiến ra ngoài cửa và leo khỏi ban công. Sau đó, nhiều người xem hoang mang khi không thấy người đẹp Tiền Giang quay trở lại nhà. Phía ban công của nam em cách mặt đất khá cao, nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng trước hành động nguy hiểm của cô. Thậm chí khán giả đặt câu hỏi vì sao nam em lại có hành vi vô cùng nguy hiểm như vậy. Mới đây, Virus, một nhạc sĩ streamer đình đám của làng giải trí Việt đã thẳng thắn lên án hành động leo ban công của một người nào đó vô cùng nguy hiểm và ảnh hưởng xấu. Dù không nhắc tên trực tiếp nhưng khán giả chắc chắn nam nhạc sĩ muốn nhắc đến nam em. Nam streamer nói, tớ không dọa, tớ khuyên nên rút kinh nghiệm, nếu không tớ rate lên sẽ mất kênh, tớ nói thật. Tớ không có ý gì, nhưng hành động gây ảnh hưởng đến một xã hội đằng sau. Với cương vị là một người Việt Nam, tớ không chấp nhận được việc này. Tớ nghĩ bạn nên có một lời đính chính và tuyệt đối không làm hành động nguy hiểm này. Xem rất bất mãn, bạn ấy có thể cười khóc, nói người này người nọ. Nhưng một người livestream mà ra ban công nhảy, đi qua đi lại thì trời đất ơi. Hành động thẳng thắng của virus nhận được sự ủng hộ lớn. Đa số ý kiến đều đồng tình với việc cần phải có biện pháp ngăn chặn những hành động xấu ảnh hưởng đến người xem trên không gian mạng. Trước đó, ngay sau buổi livestream trèo ra ban công, nam em lên bài chia sẻ trên trang cá nhân. Họ ném em vào bầy sói, hãy quay trở lại khi đã là con đầu đàn. Hàng ngàn bình luận tỏ ý khó chịu gửi tới người đẹp. Bên cạnh những lời chửi bới, chỉ trích dành cho tính khí thất thường của nam em, thì một số ý kiến tỏ ra thông cảm và chia sẻ. Nam em tưởng quay lại ca hát sẽ được tha thứ, nào ngờ bị fan club chỉ trích thậm tệ. Những ngày qua nam em là cái tên nóng trên mạng xã hội khi liên tục có những buổi livestream gây xôn xao. Chuyện tình cảm giữa cô và chồng sắp cưới cũng khiến nhiều người ngao ngán. Trước đó không lâu nam em gây bất ngờ khi hé lộ về dự án âm nhạc mới giữa những ồn ào. Cụ thể nam em thực hiện chỗ em nhạc studio session và chia sẻ tôi không cô đơn tôi có đồng đội. Tưởng chừng việc nam em quay lại ca hát sẽ được khán giả đón nhận, thế nhưng dưới bài đăng của cô nàng, rất nhiều người là thành viên của fan club cỏ bốn lá đã lên tiếng chỉ trích cô về những hành động thời gian qua. Nhiều khán giả là fan lâu năm của nam em cũng không chấp nhận được việc bị dẫn dắt bằng nhiều phát ngôn gây tranh cãi, đồng thời bày tỏ ý định ngừng ủng hộ cô. Có thể thấy rằng đây là lần đầu tiên nam em đối mặt với làn sóng quay lưng từ chính người hâm mộ, thay vì rất nhiều sự yêu thương trước đây. Điều này không chỉ liên quan đến phát ngôn, mà còn là vì chuyện tình của nam em với bạn trai quê Hải Phòng. Theo đó, khi kết thúc chuỗi ngày live stream forsobit chửi mắng antifan, thì cô nàng cùng chồng sắp cưới lại quay ra cãi cọ, kể xấu nhau và đòi chia tay. Kỳ quặc hơn là câu chuyện giữa hai người liên tiếp của những màn quay xe khiến cộng đồng mạng hoang mang. Gần đây nam em tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Bùi Hữu Cường, đồng thời tìm quản lý mới và chặn tài khoản mạng xã hội của đối phương. Thế nhưng chưa được bao lâu, thì trong một buổi live stream cô lại khiến nhiều người xôn xao khi có màn quỵ lụy chồng sắp cưới. Nam em đã khóc lóc và nói Ông không có tệ như mọi người nghĩ đâu Nên là Cường ơi về đi Chẳng qua là áp lực cuộc sống nên em buộc phải vậy thôi Cường ơi quay về đi em năn nỉ anh Cường ơi Quay đầu là bờ Cường ơi sau đó rất nhiều người hâm mộ của nam em cảm thấy thất vọng vì những gì mà cô làm. Một người trong fan club đã chia sẻ, em xin phép hủy theo dõi chị luôn. Cho dù bán bất cứ thứ gì tôi cũng không bao giờ ủng hộ. Rất mọi người yêu thương mình đi vòng vòng vì một thằng không ra gì thì nam em không xứng đáng. Dưới bài đăng này, nhiều người là fan của nam em cho biết cũng sẽ không ủng hộ cô nữa vì bây giờ đã hết cứu. Có thể nói sau những ồn ào trên mạng xã hội vừa qua, nhất là mối quan hệ với chồng sắp cưới, hình ảnh nam em trong mắt người hâm mộ đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Đáng nói, sau màn tuyên bố chia tay, nam em lại gặp mặt livestream chung với Bùi Hữu Cường như chưa từng có chuyện xảy ra. Rồi khi ai nấy đều tưởng là cặp đôi đã làm lành, thì cô lại bất ngờ chia sẻ bài đăng với nội dung Năm nay cầu bình an thôi, đừng cầu tình duyên. Có tình yêu vào cuộc đời sóng gió lắm, không bình an nổi đâu. Việc nam em liên tục lặp lại vòng tròn cãi cọ tha thứ đòi chia tay với chồng sắp cưới khiến cô bị cộng đồng mạng phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả thể hiện sự ngán ngẩm với loạt thị phi đời tư của người đẹp và cho rằng cô tạo kịch bản để thu hút sự chú ý. Bên cạnh phát ngôn về chuyện tình cảm, top 8 Miss Earth 2016 cũng tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Cô cho biết mình đã hồi phục dần nhưng không quên đá đều anti-fan công kích mình thời gian qua. Được biết vào ít ngày trước, Nam em nói rằng cô đang tập trung vào đam mê âm nhạc, dành nhiều thời gian để tập luyện, chuẩn bị album mới và sẽ tạm rời xa mạng xã hội một thời gian. Nam em bất ngờ leo ban công khi đang livestream. Tối 16 tháng 3, Nam em khiến mạng xã hội xôn xao với hành động lạ trên livestream. Cô bật chế độ phát trực tiếp nhưng không nói chuyện. Cô bất ngờ tiến ra ngoài cửa và leo khỏi ban công. Sau đó, Nam em không quay vào nhà. Phía ban công của nam em cách mặt đất khá cao, nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng trước hành động nguy hiểm của cô nàng. Khán giả còn đặt câu hỏi vì sao nam em có thể có hành vi kỳ lạ như vậy. Gần đây, nam em và bạn trai gặp nhiều biến cố và ồn ào trên sóng livestream. Cả hai cãi nhau trước hàng nghìn người xem và nói chia tay. Cuộc sống của cặp đôi nhanh chóng được công chúng chờ đón như phim giải tập thông qua các video phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Sau chia tay, nam em và chồng sắp cưới nối lại tình xưa và tiếp tục đồng hành cùng nhau. Xong, nam em đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ khán giả. Họ cho rằng cô và người yêu đang cố tình tạo câu chuyện để gây chú ý dư luận. Nam em sinh năm 96 quê Tiền Giang, trước khi trở thành người có tên tuổi trong làng giải trí, từng tham gia các sân chơi như Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 và cô đã đăng quang vị trí cao nhất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lọt top 10, đại diện quê nhà dự thi Hoa hậu Trái đất 2016 lọt top 8, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 top 10. Năm 2018, Nam em bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game show và hoạt động với tư cách ca sĩ. Nam em khóc lóc cầu xin Bùi Hữu Cường quay về, cộng đồng mạng bức xúc, mất mặt phụ nữ quá. Những ngày qua, thông tin về chuyện tình sóng gió của nam em và chồng sắp cưới là Bùi Hữu Cường là đề tài được dân mạng quan tâm, bàn tán sôi nổi, liên tục đầu tố qua lại, chia tay rồi làm lành, netizen vô cùng đau đầu. Theo đó, nam em và chồng sắp cưới cãi nhau ngay trên sóng livestream, Hữu Cường nói về việc người đẹp bỏ sang nhà Quế Vân không chịu về. Nam em, nó sợ anh phá việc của nó, anh sẽ phá, chắc chắn anh phá, nhưng phá trên phương diện để tốt chứ không phải để hại. Anh chặn hết số nam em rồi, cho nên nếu mà ok thì gọi điện cho tao, hôm nay đi chơi thế rồi bao nhiêu người gọi, ảnh hưởng uy tín. Trong khi đó, về phía nam em, cô tố ngược Bùi Hữu Cường say xỉn ăn nói không chuẩn bực. Cô còn cho biết là bị đe dọa, bị ép buộc với những lời lẽ khó nghe. Chưa hết sốc hơn là người yêu của nam em còn đòi bỏ cô vào thùng xốp, khiến khán giả sởn ra gà. Nam em có lên mạng xã hội đăng tải, loạt trạng thái công bố bản thân đã chia tay từ nay sống cuộc sống độc thân. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai đứt gánh thì mới đây trên livestream, nam em lại tỏ cảm xúc khóc lóc, cầu xin Bùi Hữu Cường quay về. Đi ngược lại với cộng đồng mạng, mong không ai chỉ trích chồng sắp cưới của cô nữa. Nam em vừa khóc vừa nói, chưa bao giờ ổng đánh tôi hết trơn, ngày hôm nay ổng về ổng nấu cơm cho tôi ăn, ổng nói tủ lạnh không có gì ăn hết, không có ổng ở nhà, vườn không nhà trống. Ổng về một cái là ổng nấu cơm, ổng mua đồ này kia chất đầy tủ lạnh, tôi được ăn sung mặc sướng không thiếu gì hết bình thường uống rượu vào thì hay nói xàm, ngủ dậy là bình thường chứ ổng được dữ lắm. Mở mắt ra là thấy ổng nấu cơm cho tôi ăn, lên là ổng làm nước cho tôi tắm. Ổng dắt tôi ra ngoài tập thể dục cho tôi khỏe, ổng không tệ như mọi người nghĩ đâu. Nên là anh Cường ơi anh về đi, em không nghĩ anh tệ gì đâu. Áp lực cuộc sống nên em vậy thôi, anh về đi Cường ơi em năn nỉ anh. Sau đó trên livestream cá nhân của Bùi Hữu Cường, anh cho biết anh và nam em đã quay về với nhau. Động thái này của nam em khiến nhiều khán giả ngã ngửa tự thấy netizen bị xoay như trong chóng trong chuyện tình của cả hai dưới đoạn clip khóc lóc năn nỉ của nam em nhiều người cũng để lại những bình luận tỏ thái độ chê trách phần lớn mọi người đều cho rằng nam em đang bị điều khiển thái quá không có lý trí trong tình yêu thậm chí nói nam em là mất mặt phụ nữ khi phải lên tiếng năn nỉ một người đàn ông quay về bên cạnh những ý kiến chê trách một số người cũng nhận định nên tôn trọng tình yêu của cả hai bởi nam em đủ hiểu điều gì mang lại tốt đẹp cho bản thân hạnh phúc của nam em thì người đẹp sẽ tự cảm nhận rõ nhất chuyện tình yêu của nam em và bùi hữu cường hiện khiến dân mạng vô cùng mệt mỏi. Cộng đồng mạng đưa ra lời khuyên mong cả hai ngưng làm náo loạn mạng xã hội bởi những chuyện cá nhân, bởi vạch áo cho người xem lưng là điều không mấy hay ho. Quế Vân lên tiếng đáp trả khi bị chồng sắp cưới của nam em tố lợi dụng ép vợ mình livestream chính tiếng. Vừa qua, sau khi vợ chồng nam em có màn khẩu chiến cực căng trên sóng livestream, Quế Vân bất ngờ bị lôi vào cuộc. Theo đó, trong một phiên live, chồng nam em tố Quế Vân lợi dụng ép vợ mình livestream suốt 9 tiếng. Mới đây Quế Vân cũng lên livestream để nói rõ về lời tố cáo từ chồng nam em. Sao lại kêu tôi lợi dụng, tôi lợi dụng gì? Chắc là có chút hiểu lầm ở đây, bởi tôi không vào showbiz nữa. Hôm qua tôi cũng đã nói nổi tiếng không chỉ là một ngày. Ví dụ như một phiên like mọi người để ý nói chuyện với nhau, quý mến hai chị em. Thế ngày mai không live nữa thì hết nổi rồi đúng không? Vậy mình sẽ làm gì để nổi những ngày sau này? Bởi vì nổi tiếng phải liên tục như vậy. Như thế thì lợi dụng gì ở đây? Quế Vân cũng nói rõ về buổi gặp với nam em hôm thứ Bảy. Người đẹp cho biết hai chị em có hẹn nhau nên cô sang nhà đón nam em. Đấy là Cường mới yêu nam em gần đây, nhưng tôi đã quen nam em vài năm trước. Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, nam em sẽ đón tôi đi chơi. Còn nam em ra Hà Nội thì tôi sẽ đưa đi chơi. Hôm qua không đi được vì quá mệt. Quá mệt thì tôi lên nhà nam em chơi, Quế Vân nói. Nói về lời tố cáo ép buộc nam em livestream chính tiếng, Quế Vân cho biết. Hôm qua tôi có nghe Cường nói tôi ép nam em livestream rất nhiều. Đó là Cường hiểu sai tôi rồi, tôi không ép được vợ em. Em hỏi vợ em đã rồi hẳn nói như thế. Bởi vì sao? Vì sang nhà là vợ em đang like rồi. Khi đang like thì chị em gặp nhau nói chuyện, khi nói chuyện khán giả yêu mến thì mình cứ nói. Nói tới lúc nào cảm thấy mệt thì thôi, còn lúc đi ăn xem Hoa hậu, vợ em luôn like. Chứ tôi không bắt là em phải like đi. Cho nên đừng nói là chị Vân bắt ép vợ em like. Cái này sai nha, Cường hiểu sai cho tôi nên không có được. Nếu là lợi dụng thì em phải đưa ra cho chị bằng chứng lợi dụng để làm gì. Vì tình cảm giữa tôi và nam em vẫn thế, từ khi em chưa có xuất hiện trong cuộc sống của nam em cơ. Quế Vân một lần nữa khẳng định với khán giả cô không ép nam em livestream chính tiếng. Đừng dọa nạt ai cái gì cả. Cuộc sống này có pháp luật. Tôi không bao giờ chửi nam em. Bởi vì tôi là một người chị, nhất là tính tôi rất quân tử. Mà quân tử thì không bao giờ lèm bèm, làm là phải nhận. Quế Vân chia sẻ. Được biết, trước đó, vào ngày 17 tháng 2, nam em khiến dư luận dậy sống khi nhắc lại ồn ào tình cảm với một người trong showbiz khiến cô bị gọi là người thứ ba suốt 8 năm qua. Tiếp nối câu chuyện, chiều 18 tháng 2, nàng hoa khôi gây chú ý khi cùng Quế Vân kể lại drama tình án ngày trước. Theo nội dung cuộc trò chuyện, hai người đẹp cùng nói về một nhân vật trong showbiz và người vợ hiện tại. Cả hai đều từng có giai đoạn mập mờ với người đàn ông mặc áo bông lên sóng truyền hình cầu hôn. Khi được nam em hỏi người kia đã chia tay hay chưa vào thời điểm hai người quen nhau, Quế Vân khẳng định nếu chưa cô sẽ không quen. Sau khi phát sóng, cuộc trò chuyện trên livestream của nam em và Quế Vân nhanh chóng gây bão, thu hút nhiều sự quan tâm. Dù hai nghệ sĩ không nhắc rõ tên, nhưng qua nhiều chi tiết, cộng đồng mạng đồn đoán được người đàn ông trong câu chuyện. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng vướng vào lùm xùm tình ái với Quế Vân lẫn nam em, khiến dân tình bàn tán sôi nổi.